Aristotle mang đến nhiệt độ lý tưởng nhất cho cuộc sống của bạn. Nhiệt độ lý tưởng từ chuyên gia Ý. Cảm nhận nhiệt độ lý tưởng từ dòng sản phẩm mới. Aristotle, nhiệt độ lý tưởng từ chuyên gia Ý. Thiết kế đập phong cách Ý. Công nghệ ion bạc làm sạch nước. Thanh đốt và bình chứa tráng titan cho độ bền vượt trội. Sang trọng với đường cong Latin ấn tượng cùng công nghệ ưu việt nhất. Ion bạc kháng khuẩn làm sạch nước. Thành đốt hai lớp bền bỉ và an toàn. Công nghệ hai bình chứa điện tử giúp tiết kiệm điện. Cho bạn cảm giác thoải mái bất tận cùng chuyên gia Ý. Siêu thoải mái để chơi với mưa. Thế hệ máy nước nóng Aristotle mới. Dù thời tiết hay lưu lượng nước thay đổi, nhiệt độ nước nóng vẫn luôn ổn định. Ghi nhớ nhiệt độ từng thành viên gia đình. Thiết kế thời thượng cùng công nghệ nhiệt độ ổn định từ chuyên gia Ý. Chúc mọi người một ngày thoải mái bất tận. Xuống xíu đi anh. Từ đi anh chỉnh lại. Chưa. Trời lạnh ngắt nè, anh thấy không? Cái máy nước nóng này bị sao đó chưa? Tăng lên. Lửa, tăng lên đi. Chưa có được nè. Cái máy này bị sao rồi đó? Mệt anh quá, chỉnh thân máy cũng không xong nữa. Giờ muốn cái gì? Máy nước nóng trực tiếp thông thường không giữ được nhiệt độ nước nóng ổn định khi thời tiết thay đổi. Máy nước nóng trực tiếp có chức năng giữ nhiệt độ luôn ổn định. Giải pháp để việc tắm không còn là trận chiến của cả nhà. Thế hệ máy nước nóng Aristotle mới. Dù thời tiết hay lưu lượng nước thay đổi, nhiệt độ nước nóng vẫn luôn ổn định. Ghi nhớ nhiệt độ từng thành viên gia đình. Thiết kế thời thượng cùng công nghệ nhiệt độ ổn định từ chuyên gia Ý. Chúc mọi người một ngày thoải mái bất tận. Bạn có biết, khi có nhiều người cùng lúc sử dụng nước trong nhà, sẽ làm lưu lượng nước thay đổi, khiến nhiệt độ nước nóng lạnh bất thường. Thế hệ máy nước nóng Aristotle mới. Dù thời tiết hay lưu lượng nước thay đổi, nhiệt độ nước nóng vẫn luôn ổn định. Ghi nhớ nhiệt độ từng thành viên gia đình. Thiết kế thời thượng cùng công nghệ nhiệt độ ổn định từ chuyên gia Ý. Chúc mọi người một ngày thoải mái bất tận. Thoải mái bất tận với siêu quà từ Aristotle. Thoải mái bất tận với siêu quà từ Aristotle. Aristotle Slim mới thiết kế mảnh mai dung tích thoải mái, thích hợp mọi không gian nhà tắm, máy nước nóng số 1 Việt Nam.
kiểm tra độ bền của thanh đốt titan trong bình nước nóng Ariston Antris 2 mới. Sẵn sàng. Pronto. Bình nước nóng Ariston Andrix 2 bền bỉ vượt trội với thanh đốt 100% titan chống bám cặn. Với công nghệ kiểm soát thông minh. Nhờ Andrix 2, chúng tôi cam kết mang đến sự thoải mái bất tận cho mọi người dù là ở spa hay ở nhà. Perfecto! Bình nước nóng Andrix 2, công nghệ kiểm soát thông minh từ chuyên gia Ý. Ariston thử thách khắc nghiệt, khẳng định chất lượng vượt trội. Đây là câu chuyện Ariston Comfort Challenge. Chào mừng đến với Greenland Bắc Cực, một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất. Tại đây, ba kỹ thuật viên Ariston giỏi nhất được tuyển chọn để mang đến cho các nhà khoa học cảm giác thoải mái khi được tắm nước nóng. Chỉ với sản phẩm có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện khắc nghiệt. Thử thách khắc nghiệt, khẳng định chất lượng vượt trội, bình nước nóng với công nghệ Wi-Fi thông minh. Liệu nước có ấm trong nhiệt độ ấm? Hãy thử thách cùng Ariston. Với khả năng làm nóng nhanh vượt trội, hoạt động an toàn trong mọi điều kiện, cùng công nghệ ổn định nhiệt hàng đầu, bất chấp mọi khắc nghiệt, mang đến sự thư thái trọn vẹn. Ariston, chất lượng vượt trội, thách thức mọi khắc nghiệt. Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston giữ nước nóng 72 giờ nhân đôi bền bỉ, làm nóng vượt trội, độ bền nhân đôi. Vẻ nghe về năm mới nguyện ước phơi phới mua gì, cho nên một nhiều điều hơn treo câu đối đỏ thì tài phải có cầu dừa đủ xoài, sức khỏe tốt hoài bày hoa vạn thọ để tết ấm no. Để tết ấm no sắm gì đây nhỉ? Sắm máy nước nóng Ariston, nhà luôn ấm, tết này ấm no. Kích hoạt bảo hành khi mua máy nước nóng Ariston để có cơ hội trúng thưởng tủ lạnh cùng nhiều phần quà hấp dẫn mỗi tuần với tổng giá trị lên đến 250 triệu đồng. Tết Ariston, Tết ấm no. Vẻ nghe về năm mới, nguyện ước phơi phới mua gì, cho nên mong nhiều điều hên treo câu đối đỏ thì tài phải có cầu dưa đủ xoài, sức khỏe tốt hoài bảy hoa vạn thọ để tết ấm yên. Để tết ấm yên sắm gì đây nhỉ? Sắm máy nước nóng Ariston, nhà luôn ấm, tết này ấm yên. Nước vẫn ấm bất chấp nhiệt độ ấm. Ariston khẳng định chất lượng với khả năng làm nóng nhanh, hoạt động an toàn trong mọi điều kiện cùng công nghệ ổn định nhiệt hàng đầu. Ariston, chất lượng vượt trội, thách thức mọi khắc nghiệt. Đã đến lúc mở ra kỷ nguyên ấm yên mới, cùng trải nghiệm tắm hoàn hảo từ Ariston OS, chủ động kiểm soát an toàn. Ấm tức thì không cần chờ đợi, nhiệt độ ổn định suốt thời gian tận hưởng, ngay cả sau khi tắt mở lại máy. Tiết kiệm điện hiệu quả và mang đến sự thư thái trọn vẹn. Máy nước nóng Ariston OS mới, định chuẩn ấm yên, nâng tầm trải nghiệm.